Chẳng lâu sau, vợ ông Trung bị bệnh chết. Ông Trung càng thêm sợ hãi, do vậy tận lực làm lành chẳng lười nhác. Khoa thi sau, nhằm năm Giáp Ngọ, bèn đỗ giải nguyên. Ông Trương ở Hoa Đình thuở trẻ phạm tà dâm, về sau sanh hai đứa con đều chẳng nuôi được. Chính ông ta lại bị bệnh lao nhiều năm chẳng khỏi. Ngẫu nhiên xem các câu chuyện trong bộ Đan Quế Tịch, thấy quả báo do dâm dục rành rành, hối hận khôn xiết, bèn đối trước thần thề vĩnh viễn kiêng tà dâm, lại còn in âm chất văn thí tặng rộng rãi. Căn bệnh ấy liền lành, trong vòng mấy năm sanh liên tiếp ba đứa con. Vào đời Minh, chàng họ Điền phong thái tuấn nhã, trong làng có nhiều phụ nữ quyến rũ gian díu, bèn lánh sang chùa Nam Sơn ở gần đó để đọc sách. Gần chùa cũng có người đến quyến rũ, trong lòng họ Điền biết là sai trái, nhưng chẳng nỡ cắt đứt chuyện ong bướm. Thoạt đầu ông thường nằm mộng thấy một vị thần hết sức lùn nhỏ, sau đó vị thần ấy hiện thân vào ban ngày, bảo người vốn có phước lớn đã ra làm quan ngự sử, do ong bướm đa tình công danh đã bị tước sạch. Thượng đế hết sai ta giám sát ngươi, nếu từ giày sửa đổi vẫn có thể chẳng đánh mất công danh. Ông bèn hoảng nhiên hối cải, về sau quả nhiên thi đậu Tào Trĩ Thao Đỗ Tiến sĩ, đỗ tiến sĩ trong đời Sùng Trinh nhà Minh. Lúc còn là chưa sanh đã từ thông với một người đàn bà hàng xóm, chồng cô ta biết chuyện muốn giết chết, giả vờ nói ngày mai ta sẽ đi xa vài hôm mới trở về. Vợ nghe nói mừng lắm, rất là thật, liền hẹn hò Trĩ Thao đến nhà. Ngày hôm ấy, nhằm đúng kỳ hẹn, các bạn văn họp mặt từ sáng sớm, bạn bè đã đến lôi kéo Trĩ Thao. Trĩ Thao từ chối, bạn bè biết rõ nguyên do cưỡng ép đến chỗ họp mặt bàn luận thơ văn. Bạn bè nói với vị chủ trì của họp mặt, hôm nay viết văn phải chiếu theo cách thức viết trong trường thi hội, tiệc đêm ắt phải uống say khướt mới về, nếu chẳng tuân theo quy ước sẽ bị phạt. Lại bảo người chủ trì khóa chặt cửa nẻo, các thư sinh chẳng được tự tiện ra vào. Chị Thảo hết sức bồn chồn, bất đắc dĩ ngoái bút cho xong bài văn muốn về trước. Các bạn ồn ào, có hẹn trước à, về gấp vậy. Đến tối trong khi uống rượu, chị Thảo có tâm sự, cố ý uống ít. Các bạn ép phải uống, không uống sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Chị Thảo say mềm, các bạn đưa về, không thể đến chỗ hẹn được. Người đàn bà hàng xóm chờ chị Thảo rất lâu, tựa ở cửa trông ngóng. Có gã vô lại biết người đàn bà ấy quen thói lăng nhăng, thấy bà ta tựa cửa chờ đợi, ắt có kẻ ước hẹn chẳng tới, bèn ve vãn, bà ta cũng chẳng cự tuyệt. Người chồng nấp sẵn, liếc thấy, cầm rìu giết chết hắn và giết luôn mụ vợ. Ngày hôm sau, Trĩ Thao nghe chuyện ấy, bèn nhờ các bạn làm chứng, thề với thần minh, thề sẽ làm lành bổ lỗi, chọn chẳng đi theo đường tà nữa. Mấy năm sau thi đỗ tiến sĩ, tuổi ấy Trĩ Thao đang sống mà đáng chết, lẽ ra phải chết mà được sống, chỉ trong đường tơ kẽ tóc, là do nhờ bạn lành cứu vớt. Gã vô lại kia do thấy có thể làm chuyện dâm dục mà lao vào, quên bẵng mối họa ẩn tàng, trong nháy mắt bị chết dưới lưỡi rìu. Ngạn ngữ có câu gian tất sát, gian dâm ắt bị giết, đúng thay. Trường Ninh tuổi già không có con, đến cầu đảo ở mùa miếu thờ của gia tộc. Thưa, Ninh tôi đã tạo nên đầu mối tội lỗi nào mà đến nỗi dứt mất dòng giống của tổ tiên? Một người thiếp ở bên cạnh nói, nếu ông chẳng làm lỡ làng cuộc đời chúng tôi, đó chính là âm chất. Trường Đình hoảng sợ tỉnh ngộ, xét hỏi những tiểu thiếp xem người nào chẳng muốn ở lại. Ngày hôm ấy cho mấy người đi lấy chồng, năm sau bèn sanh được một trai. Thôi Thư Nhân ở Thượng Hải đã từng thuê người vẽ mười mấy bức tranh khiêu dâm, mỗi bức vẽ đều mô tả sự dâm đãng tột bậc, về sau bị sốt rét không ngừng, mỗi lần lên cơn sốt dữ dội đều thấy đàn ông đàn bà xinh đẹp mười mấy người toàn là trần truồng lã lồ, bị hai quỷ sứ kẹp lấy mổ bụng rút ruột, máu tung tóe đầy đất. Kế đó đến phiên họ Thôi bị quỷ hành hình gào thét đau đớn, tự mình nói tường tận nguyên do, cả nhà đều nghe. Họ Thôi tỉnh ngộ vội vã đốt đi, bệnh bèn được lành. Triệu Nham Sĩ thuở trẻ từng phạm sắc giới, dần dần thân hình yếu đuối còng cõi, thân thể như bộ xương khô, gần như chẳng còn mong sống được nữa. Chợt đọc bộ Bất Khả Lục do ông Tạ Hán Vân in, bất giác mồ hôi đẫm lưng, thống thiết sửa đổi lỗi xưa và thỉnh bản in ấy bỏ tiền ra ấn tống. Sau đấy tinh thần dần dần khá hơn, sanh liên tiếp 6 đứa con. Trong niên hiệu Gia Tĩnh đời mình, có một chàng thư sinh nọ, láng giềng ở phía đông có một phụ nữ hết sức xinh đẹp, đã nhiều lượt mày đi mắt lại. Một hôm thừa dịp chồng sang nơi khác, bà ta bèn khoét tường trèo kéo chàng ta. Chàng ta cũng động tâm hỏi từ đâu tới, bà ta cười ghẹo, chàng là người đọc sách hả, chẳng nhớ câu du đông ra tường, vượt tường phía đông ư. Chàng bắc thang trèo lên, chợt suy nghĩ lại,
có thể lừa người chẳng thể lừa trời, bèn trèo xuống. Bà ta lại đi đến chỗ cũ, chỗ tường đã bị khoét đúng nịu quyến rũ. Chàng lại động tình, lại trèo lên thang, đã ngồi ở đầu tường sắp nhảy sang, lại nghĩ chọn chẳng thể lừa dối trời, mau chóng trở xuống, đóng cửa bỏ đi. Năm sau do thi hương, chàng lên miền Bắc, qua giám khảo và tối hôm mở trường thi, đốt đức ngồi một mình, bỗng nghe bên tai có tiếng nói, chàng nguyên chính là chàng cưỡi tường. Sau khi đã yết bảng, bèn dò hỏi, mới hiểu rõ chuyện trước kia. Năm Nhâm Tý 1612, đời Phạn Lịch nhà Minh, Trương Vĩ ở Vũ Tấn, cùng chàng thư sinh X sang Nam Kinh đi thi. Đêm đến quán trọ, chủ nhân bỗng thấy đón tiếp thiên bảng mà giải nguyên chính là chàng thư sinh X, bèn kể lại với thư sinh đó. Chàng ta dưng dưng đắc ý, chủ nhân có hai cô con gái ở trên lầu vừa đến tuổi cập kê, nghe nói bèn động tâm, sai tớ gái trèo kéo chàng từ trên lầu thả tấm vải xuống để làm thang. Chàng ta lôi kéo Trương Vĩ cùng trèo lên. Nửa chừng Trương Vĩ bỗng tỉnh ngộ nói, ta đi thi sao lại làm chuyện tổn đức này, vội vàng tụt xuống. Chàng thư sinh kia vẫn tiếp tục trèo lên. Tối hôm ấy chủ trọ lại bỗng thấy bảng trời, giải nguyên đã đổi thành tên Trương Vĩ, hết sức kinh hãi kể với chàng thư sinh ấy, lại còn cật vấn gần đây đã làm chuyện gì. Chàng ta đỏ mặt không trả lời được. Khi yết bảng quả nhiên như vậy, chàng thư sinh ấy hết sức hổ thẹn, về sau nghèo hèn uất ức mà chết. Nhận định xét ra Trương Sinh và người cưỡi tường đều tỉnh ngộ ngay khi ấy, so ra càng tốt đẹp hơn những kẻ đã từng phạm rồi sau đó mới kiêng dè. Cho đến lúc ấy nếu chẳng bừng tỉnh, không chỉ là mất sạch công danh vốn nên có, mà còn đọa nhập biển khổ vô biên, đáng sợ thay. Hoàng Sơn Cốc đời Tống thích những ca từ diễm tình, thường đến thăm viên Thông Tú thiền sư. Tú thiền sư quả trách, bậc đại trượng phu giãn tài bút mực, cam tâm làm chuyện này ư? Do khi ấy Tú thiền sư vừa dân nhắc Lý Bá Thời về chuyện vẽ ngựa, Sơn Cốc cười nói, chẳng lẽ tôi cũng sẽ sanh trong bụng ngựa ư? Tú thiền sư bảo, Bá Thời nghĩ tưởng ngựa, bất quá mình ông ta đoạn lạc. Ông dùng lời lẽ diễm tình khuấy động dâm tâm của mọi người trong thiên hạ, không chỉ là sanh trong bụng ngựa, tôi sợ ông sẽ bị đọa địa ngục vậy. Sơn Cốc hoảng sợ, hổ thẹn từ tạ, từ đấy thôi không viết nữa. Tiền Đại Kinh ở Tứ Xuyên, phong tư thần thái tuấn tú, hễ hạ bút bèn viết ngàn lời. 17 tuổi đã vào trường huyện, nhiều lượt đi thi nhưng chẳng đậu. Đến khoa thi năm Canh Tí, chàng cầu đảo văn xương đế quân, đêm mộng thấy đồng tử áo xanh dẫn đến trước đế quân. Ngài sai thuộc hạ tra sổ thế chép, Tiền Đại Kinh 20 tuổi đậu thứ hai trong kỳ thi hương, đỗ liên tiếp, đỗ trạng nguyên đứng đầu thiên hạ, làm quan tới cấp nhị phẩm. Thọ 73 tuổi, do đã soạn 3 bộ dâm thư bị gạt tên khỏi sổ quan lộc, tuổi thọ cũng không được dài lâu như vậy. Đế quân khuyên dụ, người có lòng trung hậu, lại chẳng thiếu hiếu hữu, hiềm rằng đã soạn dâm thư khiến cho nam nữ bại hoại thành danh, chôn vùi tiết hạnh. Nếu không do đời trước gieo đức rộng nhiều, đã bị phán tội đọa địa ngục. Đại Kinh bèn lập trọng thệ, gặp ai cũng khuyên răn, gặp dâm thư liền đốt sạch. Về sau do đỗ kỳ thi Minh Kinh, sống đến 62 tuổi bèn mất. Đồng Thiện dưỡng sanh. Tạ Hán Vân ở Vân Gian mắc bệnh trầm kha từ bé, do vậy nghĩ trong các ác nghiệp chỉ có sắc là dễ phạm nhất, bèn trùng đính bộ Bất Khả Lục do Phùng Thái Sử ở Phồn Dương biên tập, rồi đem khắc in để lưu truyền rộng rãi. Khi bản in vừa được khắc xong, bệnh đã hết sạch. Về sau con cháu đều nổi danh một thời, như Tình Môn, Hà Hiên, Thể Tam, v.v. nối tiếp nhau đỗ đạt, đúng là nếp nhà thư hương chẳng bị đoạn dứt. Từ Tín Thiện và Dương Hoàng là bạn thân, đi thi cùng ở trọ một chỗ, gặp một vị cao tăng xem tướng, bảo ông Dương sẽ hết sức vinh hiển, ông Từ sẽ nghèo nàn. Ban đêm ông Dương ngẫu nhiên thấy trong chỗ trọ có một cô gái chưa chồng xinh đẹp, mưu tính dùng quả cáp hậu hĩnh để mong thỏa dâm. Ông Từ dùng lời lẽ nghiêm khắc tận lực ngăn trở. Hôm sau vị tăng gặp lại ông Từ hết sức kinh hãi nói, mới qua một đêm bèn có dấu vết âm chất nổi lên, đổi từ hèn thành quý sẽ hết sức vinh hiển. Lại xem tướng ông Dương sư bảo, khí sắc khác hẳn chẳng bảo hôm qua, vì thế sẽ cùng với ông Từ vinh hiển, nhưng thứ tự đỗ đạt hơi kém hơn ông Từ. Yết bảo đúng như vậy. Vào đời Tống, tiến sĩ Vương Hành Am ở Giàn Châu kiềm chế hành vi chẳng cầu thả, là hàng xóm với em họ bên ngoại là Trầm X. Họ Trầm một mực chuộng dâm, ông Vương thường khuyên lơn nhưng họ Trầm không nghe, lại còn ngấm ngầm sai một chị ở dụ dỗ ông Vương.
Ông nghiêm khắc cự tuyệt. Hắn lại tiếp tục sai một đứa tớ gái xinh đẹp dáng dụ dỗ ông. Ông cũng nghiêm khắc cự tuyệt. Họ Trầm cố ý khiến cho ông phá giới để cười nhạo. Một ngày nọ, ông và họ Trầm ra ngoài gặp bọn trộm cướp. Họ Trầm do thuyền nhỏ, bèn trốn thoát. Thuyền của ông Vương bị bọn cướp chặn bắt được. Bỗng nhiên sấm chớp giáng xuống vang rền, bọn cướp kinh sợ bỏ đi. Ông bình an quay về, chẳng bị tổn thất gì. Về sau họ Trầm ra ngoài trở về nhà, thấy vợ và kẻ khác đang gian dâm, toàn dùng võ khí đánh họ. Tay bỗng dưng chẳng thể dở lên được, trợn mắt dậm chân, gào to một tiếng chết ngắc. Lúc ông Vương 50 tuổi bị bệnh ngặt nghèo, đạo sĩ đánh đồng thiếp đi dâng sớ quỳ phục xuống, rất lâu sau mới tỉnh lại, nói: "Cha duyệt đại hạn của ngài chỉ thọ 50 tuổi, thiên tào do thấy ngài hai lần chẳng dâm, lại còn có thể thật tâm khuyên lơn kẻ khác, tăng thọ cho ngài 3 kỷ, 36 năm nữa." Ông nghe nói run sợ, về sau quả nhiên thọ 86 tuổi, tận mắt thấy con cháu phú quý. Nhận định vị này và ông tử tín thiện đã có thể giữ mình nghiêm ngặt, lại có đức hạnh yêu thương người khác. Nếu người ấy nghe theo lời khuyên răn, ắt là người ấy sẽ được hưởng ân trạch, dẫu kẻ ấy chẳng nghe. Nhưng do nhiệt tâm khuyến hóa đã đủ để cảm động lòng trời được phước, người ta cũng sợ gì mà chẳng làm vậy thay. Phủ Gia Hưng có thư sinh nọ tánh thích ẩn giấu điều ác, phô bày điều thiện. Hễ gặp con em hoặc bạn bè bàn tới chuyện buồng the, liền nghiêm mặt lộ vẻ giận khuyên răn. Do vậy soạn bài khổ nghiệt giới văn, bài văn răn đừng tạo mầm mống tội lỗi nơi miệng để răn dạy hàng hậu học. Về sau ông ta đi thi, đêm hôm trước yết bảng bỗng thấy cha mình bảo con đời trước đã đỗ tiến sĩ từ tuổi thiếu niên, do cậy tài khinh rẻ kẻ khác, thượng đế và con thi cử lận đận chọn chẳng đỗ đạt. Tháng trước có gã học trò đáng lẽ thi đậu khoa này vì gian dâm gái chưa chồng mà bị xóa tên. Văn Xương đế quân tâu bày, con đã soạn bài khổ nghiệt giới văn để khuyên người khác âm công rất lớn, xin hãy điền tên con vào đó, mặt còn sẽ đỗ đạt, hãy nên càng thêm tu đức để báo đáp thiên thần. Thư sinh ấy kinh hãi lẫn mừng vui. Sau khi thi đỗ, thư sinh càng thêm cẩn trọng bội phần, làm quan tới chức ngự sử. Tịch Khuông dĩnh ngộ từ bé gặp một thầy bói bảo ông có nếp nhăn dọc hướng vào miệng sẽ bị chết đói, ắt là sang năm sẽ bị. Khuông rất lo lắng. Một bữa gặp người bàn chuyện buồng the hết sức liên quan đến danh tiết của người khác, Khuông hầm hầm giận dữ khiến cho người nói chuyện đó hổ thẹn, không nói nữa. Chuyện ấy bèn lắng đi, đã hơn cả năm mà ông Khuông vẫn chẳng hề hấn gì. Sau đấy gặp lại thầy bói, ông ta ngạc nhiên hỏi: "Ông có âm công to lớn gì mà khiến cho tướng mạo biến đổi nhanh chóng như vậy? Về sau ông Khuông có địa vị cao quý?" Vào thời Tống Đoan Tông, quân Nguyên tấn công Thai Châu, vợ một người dân ở Lâm Hải là Vương Thị rất đẹp bị bọn giặc bắt đem vào trong quân. Gã thiên phu trưởng giết bố mẹ chồng và chồng cô ta, muốn ăn nằm với cô ta. Cô ta thà chết chẳng thuận theo, giả vờ nói: "Xin cho tôi để tang bố mẹ chồng và chồng một tháng rồi mới có thể hầu hạ bậc quân tử." Thiên phu trưởng thấy cô không đòi chết nữa, bèn chấp thuận lời thỉnh cầu, nhưng vẫn sai nữ tù nhân canh giữ cô ta. Hôm quân Nguyên rút lui, hắn mang theo cô ta. Khi đi qua dặng Thanh Phong ở huyện Sơ, Vương Thị ngửa mặt lên trời than: "Hôm nay ta đã có chỗ để chết rồi." Liền cắn ngón tay lấy máu viết thơ lên đá, gieo mình vào vách đá mà chết. Trên đá cách này 8-90 năm, máu trên đá vẫn rõ nét như mới, chẳng bị mưa gió xóa nhòa. Một nho sĩ đã làm thơ chê bai rằng: "Khiết chỉ để thi tự khả ai, ban ban bác bác thượng danh đài, đương sơ những hữu thi trung ý, khẳng trực tướng quân mã thượng lai. Cắn ngón tay để thơ buồn gớm nhỉ, đá rêu lang lổ phủ xanh trì. Thoạt đầu nếu đúng như thơ tả, chắc sẽ theo chàng ruồi ngựa đi. Kẻ đề thơ ấy về sau không có con cái." Đời Nguyên Dương Liêm Phu cũng làm thơ vịnh rằng: "Giáp mã ngựa đà bách lý trình, Thanh Phong hậu dạ viết thư hành, chỉ ương Lưu Nguyễn đào hoa thủy, bất tự ba lăng hán thủy thanh. Cặp kè bên ngựa đường trăm dặm, đêm cuối trăng thanh viết huyết thư, chỉ nên tận hưởng thiên thai thú, nhạc dương sông hán chẳng trong bằng." Về sau Điềm Phu không có con. Một đêm mộng thấy một người đàn bà nói: "Người có nhớ bài thơ để vịnh Vương Tiết Phụ hay không? Tuy không thể tổn hại thanh danh của Tiết Phụ, nhưng đã hủy báng tiết nghĩa, tội ấy rất nặng. Vì thế trời dứt đường con cái của ngươi." Điềm Phu hối hận tỉnh ngộ lại đề thơ rằng: "Thiên tùy địa lão, thiếp tùy binh, thiên địa vô tình, thiếp hữu tình, chỉ huyết khiết khai hà kiều xích,
Đả ngân hóa tác tuyết giang thanh, nguyện tùy tương sát thanh trung tử, bất trục hồ già phách lý xanh. Tam nguyệt tử quy đẻ đoạn huyết, thu phong vô lệ tả ai minh. Trời già theo đất thiếp theo quân, trời đất vô tình thiếp hữu tình. Máu cắn ngón tay như dáng đỏ, sông trinh xanh ngắt vết rêu in. Nguyện chiếc theo chồng cho trọn nghĩa, chẳng ham sống nhục với quân hồ. Tháng ba chim quốc kêu tan huyết, gió thu khôn cả nỗi buồn thương. Sau đấy lại mộng thấy người đàn bà đến cảm tạ, không lâu sau bèn sanh được một đứa con. Quảng Tử Nguyên bị bệnh tim suốt ngày mơ màng như đang nằm mộng, nghe nói có vị lão tăng có thể chữa lành bèn đến cầu xin. Vị tăng bảo chứng bệnh này là do dâm dục quá độ, thủy hỏa chẳng thể giao hội. Phàm những kẻ đắm đuối mỹ sắc hoang đàng sắc dục sẽ mắc bệnh này, gọi là lòng dục, do bị cảm nhiễm từ bên ngoài. Đêm sâu nằm ngủ, tưởng nhớ mỹ sắc hoặc mơ thấy giao khoan trong giấc mộng, đó gọi là dục vọng sanh từ bên trong. Hai thứ ấy dây dưa nhiễm đắm đều hao tổn nguyên tinh, tăng thêm bệnh tật tổn hại tánh mạng, ác sẽ trở thành chứng bệnh chẳng trị được. Trước hết hãy gấp nên đoạn trừ hết sạch ý niệm về sắc trong tâm, sau đấy lại điều dưỡng thân thể, chẳng để cho nguyên tinh rò rỉ. Ắt thận thủy sẽ không đến nỗi tràn xuống dưới mà bị khô cạn, khiến cho can hỏa chẳng đến nỗi bốc lên trên, thủy hỏa điều hòa sẽ dần dần lành bệnh. Vì thế nói, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Đời Tống Bao Hoằng Trai lúc 80 tuổi. Lúc 88 tuổi, còn được cử làm xu mật sứ, tinh thần ông ta mạnh mẽ, giả tự đạo cho rằng ông ta ắt có thuật dưỡng sanh, bèn hỏi ông Bao. Ông Bao đáp, tôi có một loại thuốc viên để uống, nhưng chẳng truyền toa thuốc bí mật. Tự đạo vui vẻ xin thuốc. Ông Bao thông thả nói, loại thuốc viên do lão hủ đã uống chính là suốt 50 năm hủ một mình. Mọi người hiện diện đều cười to. Bố Đắc Chánh làm tri phủ Hàng Châu, có cụ già trong vùng là Lý Giác đến ý kiến. Tuổi cụ đã hơn trăm, sắc mặt tươi tắn. Ông bố hỏi về thuật dưỡng sinh, cụ đáp, thuật của tôi rất hết sức giản dị, chỉ là đã sớm tuyệt dục đó thôi. Trương Thúy ở Thái Thương đã ngoài 90, tai tinh mắt sáng, vẫn còn có thể vẽ vời. Có người hỏi cụ bí quyết gì, cụ Trương đáp, chỉ là cái tâm tham dục nhạt mỏng, tiết chế dục sự. Lập thệ, phát thệ trì giới. Xưa kia châu dụ thường tụ tập thiện hữu, dùng phương thức in những tờ truyền đơn gian dâm để phát cho các xã hữu. Mỗi người nhận một tờ, chia nhau khuyên lơn 10 người khác. Mỗi người đều kính cẩn ghi rõ quê quán, tuổi tác, tự ký tên họ, đem đốt để bẩm cáo trước văn võ nhị đế. Từ đấy về sau, giấy lên ý niệm, thốt ra lời lẽ đều chú ý thận trọng nghiêm ngặt, dằn nhắc chính mình, chẳng dính dáng chút tà dâm nào. Kẻ chẳng may đã phạm lỗi ấy, ý niệm hổ thẹn hối hận vừa nảy sanh đã đủ để tiêu trừ lỗi lớn tẩy trời. Kẻ may mắn chưa phạm lỗi ấy, từ nay kiên quyết khống chế chính mình, chẳng đến nỗi để ngọc trắng có vết rạn nhỏ nhoi. Người này kẻ nọ dằn nhắc lẫn nhau, từ đầu tới cuối không thay đổi. Lần lượt khuyên bảo rộng rãi, ngõ hầu người đời vĩnh viễn đoạn trừ căn cội oan nghiệt ấy, đều trở về đường ngay, ắt sẽ công đức tràn trề mà phước cũng vô lượng. Ông Lạc Quý Hòa bảo, cổ nhân nói, muôn điều ác dâm đứng đầu, trăm hạnh hiếu đứng đầu. Tôi thường suy xét hai câu nói ấy, mong hiểu thấu rốt ráo ý chỉ của chúng. Bèn biết hai câu ấy thoạt nhìn dường như tương phản, nhưng chúng vừa khéo thành tựu lẫn nhau. Lý trong hai câu ấy có thể luận định như thế này, đã coi dâm đứng đầu muôn điều ác, ắt có thể suy ra để biết không dâm đứng đầu trăm hạnh. Đã coi hiếu đứng đầu trăm hạnh, ắt có thể suy ra mà biết bất hiếu chính là cội nguồn của muôn điều ác. Do đi tính lại, chỉ một lời đã đủ, nhưng tách ra thành hai điều để nói. Vì sao? Bởi lẽ hễ ham dâm sẽ chẳng thể chọn hiếu, muốn chọn đạo hiếu ắt phải bắt đầu bằng chẳng dâm. Bậc thánh nhân thời cổ chế định hôn nhân chính là vì lẽ ấy, bày ra mai mối, lập ra sáu lễ. Hiểu theo phương diện nhỏ thì hôn nhân cốt yếu là để nối tiếp dòng dõi, có người cúng tế tổ tiên sáng tỏ luân thường giúp cho đức hạnh. Hiểu theo phương diện to lớn thì đó chính là cội rễ để trị quốc bình thiên hạ. Không gì chẳng nhằm khiến cho con người được trọn vẹn đạo hiếu từ đầu đến cuối. Vì thế nói, đạo của bậc quân tử bắt nguồn từ vợ chồng. Cõi đời lẫn đạo nghĩa đều suy vi, chẳng hành theo giáo huấn của bậc thánh triết. Ý nghĩa cao quý của cổ nhân mất sạch. Lễ nghĩa trở thành nói suông, coi chuyện vợ chồng như phương tiện để hưởng dục lạc. Bọn thiếu niên đức nghiệp chưa thành, đã biết hâm mộ sắc đẹp của lũ gái tơ mơn mởn. Kẻ làm cha mẹ cũng hư vọng chiều theo ý con để nhờ vào chuyện đó khiến cho con đẹp lòng.
Do vậy công khai coi chuyện háo sắc là chuyện tránh đáng trong đời người, lại còn nói khoa trương là kế tục huyết thống, nối tiếp dòng dõi. Bởi đó tình vợ chồng càng thêm sâu nặng, sự phụng dưỡng cha mẹ ngày càng thiếu sót. Dốc sức đẹp lòng vợ, coi cha mẹ như người ngoài, mắc tội đại bất hiếu. Chẳng cần nói tới những kẻ nghèo hèn, ngay như những kẻ có học thức, sang cả, con trai vì mê vợ mà trở mặt với mẹ. Con dâu chửi mẹ chồng đã thành thói thường từ lâu, tình người khó bề hướng lành, dễ quen theo thói ác. Chính là vì đã coi chuyện vợ chồng là phương tiện để hưởng dục lạc, ta sẽ khiến cho quan niệm tình kiến khác biệt về nam nữ ngày càng sâu, ý niệm ham ái tham dâm ngày càng hừng hực, có mới hít chán cũ, hễ tiếp xúc bèn nảy sanh tình, coi nam nữ trong thiên hạ chẳng qua là công cụ để thỏa mãn dục lạc cho ta. Thói tà dâm dấy động, ganh ghét nhau, giết chóc lẫn nhau, tổn hại thân thể, điếm nhục cha mẹ, muôn điều ác ồ ạt dấy lên, trăm hạnh đều phế sạch, cái tội bất hiếu không gì nặng hơn. Xét đến cội nguồn há chẳng phải là bắt nguồn từ ý niệm dâm dục của vợ chồng ư? Vì thế tôi nói hai câu ấy tuy tương phản mà thật ra là khéo bổ trợ lẫn nhau. Kẻ chẳng biết lẽ này vẫn cứ muốn gượng ép phân định chữ dâm thành tà và chánh. Là như vậy há có thể nói là đã lãnh hội sâu xa ý chỉ của cổ nhân ư? Kinh Viên Giác dạy, hết thảy chúng sanh đều do dâm dục mà có tánh mạng, dục do ái mà sanh, mạng do dục mà có. Chúng sanh yêu mến tánh mạng vẫn là do dục làm gốc. Hãy biết luân hồi có căn bản là ái. Kinh còn dạy, do vì dục cảnh dấy lên sự nghịch thuận, cảnh trái nghịch, cái tâm yêu mến bèn sanh lên ganh ghét, tạo các thứ nghiệp, vì vậy lại sanh vào địa ngục ngạ quỷ. Do những điều ấy biết dâm chính là mối họa lớn trong đời người, thoạt ban đầu chẳng phân ra tà hay chánh vậy. Nhưng chúng ta kể từ vô thủy cho tới nay, do ái dục mà có thân này đã lâu, tù ngục gia đình đã hình thành, nghiệp căn khó dẹp trừ. Đức Như Lai thương xót vẫn mở ra phương tiện, chấp thuận kẻ chẳng ham tà dâm vẫn được gửi thân nơi hoa sen. Kinh Giới Hy Đức Hương dạy, chẳng xâm phạm vợ người khác sẽ được hóa sanh trong hoa sen. Ở đây tôi nói những điều này chẳng phải muốn ép buộc mọi người phải làm chuyện khó thể làm là tuân theo chủ nghĩa tuyệt dục nghiêm ngặt, mà thật sự là vì mong những người cùng chí hướng biết rõ những kẻ tham cầu dục đạo trong khốn, trong chốn khuê phòng, chẳng nói hoài đại nghĩa luân thường thì đã là trái nghịch lý, huống hồ những kẻ mặc tình rong ruổi thú vui xác thịt bên ngoài, coi như là chuyện thường tình. Do vậy suy ra bèn biết, tuy tận lực kiêng tà dâm, bất quá vẫn là vâng giữ một giới trong năm giới của nhân thừa. Nếu vẫn mặc tình rong đuổi xác thịt, ắt khó tránh chìm đắm trong tam đồ ác đạo. Do vậy phát khởi cảm động, ai nấy dấy lòng tận sức phấn chấn tinh thần, trong là giữ vững cội gốc tề gia, ngoài là đoạn dứt cái tâm tranh giành theo đuổi dục vọng, truy tìm căn cội, dốc sức tu hành để mong có ngày đạt được Niết Hoàn. Kinh Phật Bát Niết Hoàn có nói, kiêng tà dâm được tăng trưởng năm thứ phước nhập đạo Niết Hoàn, nhanh chóng thoát khỏi 10 tội. Sách Pháp Uyển Châu Lâm nói, do tà dâm bè phạm 10 tội. Đức Phật nói lời thành thật chẳng lừa dối ta, vì thế hãy quyết định đối trước, trời phải phát thệ ước hiệp hẹn, kiên quyết dùng lời nguyện ấy để gìn giữ bản thân chẳng sanh tà niệm. Lời nguyện ấy được viết rõ ràng ở đây. Những vị Phật tử đang hiện diện tại đây, ắt sẽ có người đồng tâm, cho nên trước lời nguyện, tôi viết dông dài mấy câu ngõ hầu, khởi gọi lời thệ nguyện, nước, năm ngày, năm tháng ngày. Đệ tử lập nguyện kiêng tà dâm trai giới, tắm gội sông Hương, thắp hương dâng sớ, kính cẩn tuyên thệ trước tòa rằng, trăm điều thiện hiếu trước tiên, muôn điều ác dâm làm đầu. Người khác cầm thú vì biết nghĩ suy, nhạn sống thành bầy trong đầm, còn chẳng cặp đôi bừa bãi, ta là Phật tử há chẳng bằng chim. Kể từ hôm nay, thề kiêng tà dâm cho đến lúc chết, vĩnh viễn chẳng đổi lòng, nếu có trái phạm, ắt thân chuốc họa. Nếu không sửa lỗi hại đến cháu con, nhuốm bẩm đại giáo, tội thật chẳng nhẹ, xin hãy giết chết để khuyên răn. Các vị thần minh hộ pháp tử bi xót thương, xét soi tấm lòng quy hướng, hộ trì ngấm ngầm che chở, đời đời vĩnh viễn bảo vệ. Đệ tử kính cẩn ký tên, một là giữ vững giới lực, tâm tưởng của con người, hễ chẳng thiện thì là ác. Sự hưởng thụ của con người nếu chẳng phải là phước sẽ là họa, đạo trời giáng họa cho kẻ dâm, chẳng giáng tội cho người biết hối cải. Đúng là thoạt đầu mê, đến cuối cùng ngộ, tai ương sẽ lìa, phước đưa tới. Nhưng sau khi sám hối, thọ giới phải dè dặt cẩn trọng, như vào rừng sâu, như bước trên băng mỏng, mãi cho đến khi mạng chung, do đó mới có thể thưa với thần minh chính mình vô tội. Nếu sau khi thọ giới lại phạm giới, ắt lời thề ở trước, oai linh của thần ở sau chắc chắn sẽ mắc họa, chẳng có thuốc chữa.
như mắc bệnh thương hàn vừa đỡ, bèn ăn đổ huyết nhục, hễ bệnh cũ phát ra, chắc chắn chẳng thể sống được. Chỉ mong những người có cùng chí hướng hãy chí tâm quy y, luôn luôn dè dặt cẩn trọng như đang đối trước thần minh, phút giây nào cũng thường nghĩ đến nỗi họa hoạn. Người xưa nói, một lần phạm lỗi là đã quá đáng rồi, há còn tái phạm ư? Huống hồ ta đã phát thệ, há giống như trò đùa bỡn của trẻ con ư? Hai là kiên trì tín tâm. Phàm là những người thọ giới cần nên biết vận mạng của mỗi người khác nhau, như đất có chất màu, trời đổ mưa, xương vốn chẳng khác biệt. Do người trồng trọt vun bén mà có cây nghiêng lệch, ngả bóng, quyền vun bồi che chở là do trời, nhưng vun quén, nghiêng lệch thật sự là do ta. Những kẻ ác mà hưởng phước phi thường chưa chắc đã là phước thật sự, có thể là nhờ vào điều ấy để khiến cho tai ương càng nặng nề hơn, nếu không là do tổ đức hoặc căn lành sâu dày đời trước. Người lành vô cớ mắc họa chưa chắc đã là nỗi họa thật sự, có thể là nhờ đó để khiến cho sự thành tựu của quý vị càng đẹp đẽ hơn, nếu không những ương họa ấy là do tốt nghiệp oan khiên đời trước mà ra. Chỉ mong người đời nếu gặp thuận cảnh hãy càng thêm tinh tấn, nếu gặp phải nghịch cảnh hãy càng nên dũng mãnh. Kết cục tốt đẹp hay xấu ác đều do chính mình đó thôi. Giới kỳ bảo thân lập mạng, giới kỳ cập thiên địa nhân kỵ, những ngày nên kiêng kỵ hành dâm hòng bảo vệ thân mạng. Lý làm lành được thiện do dầm mắc họa đã nói tường tận. Ngày như trong vòng vợ chồng, con người dễ sơ sót nhất. Chẳng biết trong một năm có những ngày nên đoạn dâm trai giới. Như trong nguyệt lệnh đã nói, 3 ngày trước khi có sấm, 3 ngày trước tiết xuân phân, quan phủ sai người đánh mõ gỗ, tuyên cáo dân chúng, sắp có sấm động, kẻ chẳng kiêng ăn nằm sẽ sanh con chẳng lành lặn, ắt gặp tai ương hung hiểm chính là vì lẽ ấy. Huống hồ khí huyết lưu hành trong thân người vốn tương ứng với tiết khí trong trời đất, nếu hành dâm chẳng đúng thời, ắt chẳng phù hợp thời tiết, sẽ bị thương tình tổn khí gấp 100 lần những khi khác. Có như nhằm dịp thần minh giáng hạ soi xét, nếu dâm ô mạo muội khinh nhẫn, có kẻ bị khiển trách ngấm ngầm mà chẳng biết. Vì thế trong cõi đời có những kẻ do thiếu cẩn trọng gặp phải ưng họa rành rành là mắc bệnh chết yểu, hoặc gặp họa ngấm ngầm tức là bị giảm mất tước lộc giảm thọ, thường đều là vì lẽ này. Tới lúc ấy dẫu hối hận cũng chẳng thể cứu vãn được, sao bằng vâng theo kiêng giữ để hối lỗi ngay từ bây giờ, kính cẩn sao lược những ngày tháng cần phải kiêng dè và những ngày kỵ liên quan đến trời đất hoặc con người. Kẻ đã biết tự yêu thương chính mình đều sẽ tuân thủ vậy. Tháng ngày kiêng nguyên do, sự báo ứng do chẳng kiêng dâm. Tháng riêng mồng 1, Tết Nguyên Đán, Ngọc Đế xem xét thần khí, tài lộc, thọ mạng của con người, nguyệt sóc, giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. Mồng 3, vạn thần nhóm hội đầu giáng, giảm thọ 12 năm. Mồng 5, ngũ hư kỵ. Mồng 6, lục hao kỵ. Lôi trai nhật mỗi tháng giống nhau, giảm thọ 12 năm. Mồng 7, ngày thượng hội, tổn thọ. Mồng 8, phía ngũ điện Diêm La thiên tử, tứ thiên vương tuần hành mỗi tháng giống nhau, giảm thọ 12 năm. Mồng 9, phía Ngọc Hoàng thượng đế, giảm thọ 12 năm. 13, ngày kỵ Dương Công. 14, tam nguyên giáng, tứ thiên vương tuần hành mỗi tháng giống nhau, giảm thọ 12 năm. 15, tam nguyên giáng thượng, nguyên thần hội, ngày rằm, mỗi tháng giống nhau, tứ thiên vương tuần hành mỗi tháng giống nhau, giảm thọ 12 năm. 16, tam nguyên giáng, giảm thọ 19, vía trường xuân chân nhân. 20, thần tam thi báo cáo, tứ thiên vương tuần hành, mỗi tháng giống nhau. 25, ngày nguyệt hối, mỗi tháng giống nhau, ngày mở kho trời đất, giảm thọ, tổn thọ, con cái bị bệnh tật. 20, đầu giáng, mỗi tháng giống nhau. 27, đầu giáng, mỗi tháng giống nhau, giảm thọ 12 năm. 28, các vị nhân thần ngự trong cõi âm, hãy nên kiêng ăn nằm trước một ngày bị bệnh. 29, tứ thiên vương tuần hành mỗi tháng giống nhau. 30, nguyệt hối tư mạng báo cáo, mỗi tháng giống nhau, tứ thiên vương tuần hành, tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29, giảm thọ. Tháng 2, mồng 1, nguyệt sóc, vía nhất điện tần quảng vương, giảm thọ 12 năm.
Mồng 2, Vạn Thần nhóm họp phía Phước Đức, thổ địa Chánh Thần, giảm thọ 12 năm, mắc họa. Mồng 3, Đầu Giáng, vía Văn Xương Đế Quân, giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. Mồng 6, Lôi Trai Nhật, vía Đông Nhạc Đế Quân, giảm thọ. Mồng 8, Thích Ca Mâu Ni Phật xuất gia, vía Tống Đế Vương, vía Trương Đại Đế, Tứ Thiên Vương tuần hành, giảm thọ 12 năm. 11, Dương Công Kỵ, 14, Tứ Thiên Vương tuần hành. 15, Thích Ca Mâu Ni Phật Bát Tiết Bàn, nguyệt vọng, vía Thái Thượng Lão Quân, Tứ Thiên Vương tuần hành, giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. 17, vía Đông Phương Đỗ Tướng Quân. 18, vía Tứ Điện Vũ Quan Vương, sinh nhật của Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử, giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. 19, Khánh Đản Quán Âm Đại Sĩ, giảm thọ 12 năm. 21, Khánh Đản Phổ Hiền Bồ Tát. 23, Tứ Thiên Vương Tuần Hành. 25, Ngày Nguyệt Hối, giảm thọ. 27, Đầu Giáng, giảm thọ 12 năm. 28, Nhân Thần Nhóm Họp Cõi Âm, mắc bệnh. 29, Tứ Thiên Vương Tuần Hành. 30, Nguyệt Hối, Tư Mạng Báo Cáo, tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29, giảm thọ. Tháng 3, mồng 1, Nguyệt Sóc, vía Nhị Điện Sở Giang Vương, giảm thọ 12 năm. Mồng 3, Đầu Giáng, vía Huyền Thiên Thượng Đế, giảm thọ 12 năm. Mồng 6, Lôi Trai Nhật, giảm thọ. Mồng 8, vía Lục Điện Biện Thành Vương, Tứ Thiên Vương Tuần Hành, giảm thọ 12 năm. Mồng 9, Ngưu Quỷ Thần Xuất, Dương Công Kỵ, sanh ác thai. 12, vía Trung Ương Ngũ Đạo. 14, Tứ Thiên Vương Tuần Hành. 15, Nguyệt Vọng, vía Huyền Đàn, vía Hạo Thiên Thượng Đế, Tứ Thiên Vương Tuần Hành, giảm thọ 12 năm. 16, Khánh Đàn Chuẩn Đề Bồ Tát, giảm thọ 12 năm. 18, vía Trung Nhạc Đại Đế, vía Hậu Thổ Nương Nương, Tam Mào Giáng Hạ. 20, Ngày Mở Kho Trời Đất, vía Tử Tôn Nương Nương, tổn thọ. 23, Tứ Thiên Vương Tuần Hành. 25, Ngày Nguyệt Hối, giảm thọ. 27, Đầu Giáng, vía Thất Điện Thái Sơn Vương, giảm thọ 12 năm. 28, Nhân Thần Nhóm Họp Cõi Âm, vía Thương Hiệt Chí Thánh Tiên Sư, bị bệnh, giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. 29, Tứ Thiên Vương Tuần Hành. 30, Nguyệt Hối, Tư Mạng Báo Cáo, Tứ Thiên Vương Tuần Hành, tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29, giảm thọ. Tháng 4, mùng 1, Nguyệt Sóc, vía Bát Điện Đô Thị Vương, giảm thọ 12 năm. Mùng 3, Đầu Giáng, giảm thọ 12 năm. Mùng 4, Vạn Thần Thiện Hóa, Khánh Đản Văn Thủ Bồ Tát, sảy thai, thai chết yểu. Mồng 6, Lôi Trai Nhật, giảm thọ.